Bà nội cung thần giật che giấu thân phận tới nhà hai chất sinh đôi, bất ngờ phát hiện trong nhà lại năm bé giống hệt nhau. Thấy các bé nhiệt tình tự giới thiệu, bà nội vui không khép nổi miệng. Để không mừng hụt, lúc chơi với tụi nhỏ, bà đã lén lấy một sợi tóc của chúng. Sau đó còn không quên xếp gọn lại để vào túi. Đúng lúc này Lãnh Tâm Duyệt mua đồ về, thấy trong nhà có một bà cụ lạ thì nghi ngờ. Nhưng dường như bà đã nghĩ ra cái cớ từ trước. Lãnh Tâm Duyệt còn chưa kịp hỏi, bà đã giả vờ giả vịt bật khóc. Bà ơi bà sao vậy? Bà ơi, bà trời xin phúc mỏng. Con cái lại mất sớm. Cháu thì không nghe lời. Bà lớn tuổi thế này rồi. Nhìn cháu và nhị bảo tam bảo, bà lại nghĩ tới mình cô đơn một mình, trong lòng tủi thân lắm. Cụ ơi cụ đừng khóc nữa. Sau này chúng cháu sẽ là chất nuôi của cụ. Tụi cháu nhất định sẽ hiếu thuận với cụ. Cháu ngoan, cháu có nhiều con như vậy. Vậy bố chúng nó đâu? Nghe ba nội hỏi về bố tụi nhỏ, cô thần giật bắt đầu mất bình tĩnh. Cô không thể đi nói khắp nơi rằng tụi nhỏ là cô sinh ra sau một đêm ngủ với trai bao được. Thế là nói dối tụi nhỏ không có bố, là cô nhận nuôi, không hề biết gừng càng già càng cay. Bà nội vừa lên xe đã đưa cho tài xế đi xét nghiệm huyết thống. Giác quan thứ 6 nói cho bà biết những đứa trẻ này là con của cô. Tài xế nghe xong thấy vô cùng tò mò tại sao không nói thẳng cung thần giật. Hóa ra bà nội sợ cung thần giật có mắt không tròng, dọa cháu dâu ngoan chạy mất. Thế chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao? Tài xế nghe xong gật đầu cái hiểu cái không. Ở bên kia, Lãnh Tâm Duyệt được con trai cả dẫn dắt chuẩn bị đi làm ở công ty của cung thần giật. Được rồi cục cưng, mẹ đến chỗ làm rồi. Con đi tìm bố con đi, đừng quên mẹ có cậu trai này chống lưng cho nó. Chịu ấm ức gì thì nói với cục cưng. Chàng trai nhà mình ngoan quá, mau đi đi, bye bye, bye bye. Nhưng cậu bé không đi tìm cung thần giật ngay, mà lén trốn vào phòng nghỉ gọi điện cho các em trai ở nhà, chuẩn bị kế hoạch tác hợp bố mẹ để cả nhà nhanh chóng đoàn tụ. Nào ngờ lúc này Giang Vân Thanh cũng tới phòng nghỉ. Cô ta không để ý tới cậu bé trong góc, mà vội vã mở nắp canh gà ra, đổ cả gói bột trắng vào đó. Thấy tình hình không ổn, Đại Bảo vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nào ngờ Giang Vân Thanh thấy đối phương chỉ là cậu bé 5 tuổi, nhận ra cậu bé là con trai cung thần giật vừa nhận lại, thế là định lừa cậu bé nhận mình làm mẹ. Cô không phải mẹ của tôi, mẹ tôi tên Lãnh Tâm Duyệt. Cô vừa bỏ gì vào canh gà đó? Cô định hại chết bố tôi à? Cháu hoa mắt rồi. Cô sắp gả cho A Giật rồi. Sao lại hại anh ấy được? Tôi còn lâu mới hoa mắt. Tôi phải nói bố biết cô định hại bố. Quả nhiên trẻ con vẫn quá ngây thơ. Được vài câu đã trở mặt với ả kia rồi. Kết cục cuối cùng đó là bị ả ta nhốt vào căn phòng tối. May mà hai em trai bên kia điện thoại nhận ra anh mình gặp nguy hiểm. Sau khi báo cho mẹ thì định đi cứu anh cả. Thằng Danh, ở yên trong đây cho tao. A Giật, nghe nói mấy hôm nay anh tăng ca suốt, em hầm chút canh gà cho anh. Cô vất vả rồi. Đúng lúc Đại Bảo đang ở công ty, tôi gọi nó tới ăn cùng. Alo, alo, sao lại không có tín hiệu chứ? Không được, tuyệt đối không thể để mụ xấu xa kia đạt được ý đồ. Có rồi, tiện thể cho hai người gặp nhau trước luôn, không cần đâu. Em vừa gặp nó rồi, nó nói nó muốn đi tìm mẹ, Lãnh Tâm Duyệt. Cũng phải, cứ quấn lấy mình đòi để Lãnh Tâm Duyệt vào làm suốt. Rảnh rỗi đương nhiên sẽ quấn lấy cô ta. A Giật, anh sao vậy? Có phải anh hơi nóng không? Để em giúp anh. Cô bỏ gì vào canh? A Giật, chúng ta là vợ chồng sắp cưới, sắp kết hôn rồi, nhưng mãi mà anh chẳng chạm vào em. Em muốn sinh một đứa con cho anh. Bỏ thuốc vào canh. Giang Vân Thanh, sao cô dám? Trời ơi, em biết anh rất khó chịu. Anh đừng kiềm chế nữa. Em thực sự rất yêu anh. Dù anh bảo em làm gì giúp anh, em đều bằng lòng. Cút. Mẹ ơi, bố bị mụ xấu xa kia gài bẫy rồi. Chúng ta mau đi cứu bố thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giang Vân Thanh, cô có tin tôi hủy liên hôn ngay lập tức không? A Giật, đừng cậy mạnh nữa. Đợi lát nữa, anh sẽ chủ động xin em thôi. Ai? Sếp Cung, phòng tài vụ có một văn kiện cần anh phê duyệt. Giờ tôi và sếp Cung rất bận. Không rảnh, cô đợi lát lại tới. Không được đâu, phòng tài vụ đang đợi văn kiện này, phải ký tên ngay. Anh đợi em một phút nhé. Cung Thần Giật, thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Cung Thần Giật, anh làm gì vậy? Giúp tôi. Cung Thần Giật, bình tĩnh chút. Cung Thần Giật. Phiền chết mất, tôi tìm bác sĩ cho anh. Mẹ ơi, cơ thể bố sao rồi? Không được gọi anh ta là bố. Anh ta là người xấu, đi. Rốt cuộc anh cả ở đâu vậy? Mẹ cũng không nghe máy. Sốt ruột quá, mụ xấu xa kia muốn tìm bố, đúng lý thì chắc chắn sẽ tới văn phòng. Đúng thế. Vậy chúng ta tới văn phòng tìm mụ xấu xa kia thôi. Vậy đi. Hả? Đó chẳng phải Nhị Bảo Tam Bảo sao? Đâu có ai đâu. Cũng phải. Giờ này, chắc chúng đang đi học lớp năng khiếu. Là mẹ hoa mắt rồi. Lão Cung à, thuốc trong cơ thể cậu đã kiểm soát rồi. Nhưng thuốc này quá mãnh liệt. Một chút nữa tôi tiêm một mũi cho cậu. Sếp Cung, anh coi, xử lý cô Giang thế nào đây? Đợi cô ta tỉnh lại, đưa cô ta về nhà họ Giang. Nói với cô ta, còn có lần sau. Dừng mọi hợp tác với nhà họ Giang. Vâng. Là bố xấu xa. Chạy mau. Lại là hai đứa. Sao lại lẻn vào đây? Đi. Vào phòng nói với chú. Mẹ ơi, con thực sự không yên tâm về bố. Hay là chúng ta đi xem bố ra sao đi. Nhìn một cái thôi, được không? Một cái thôi đó. Nói đi, Mỹ Hầu Vương. Chú ơi, chúng cháu đi nhầm đường. Đi nhầm đường hả? Đây là tập đoàn Cung Thị, không phải công viên bên đường. Có phải Lãnh Tâm Duyệt dẫn hai đứa vào đây không? Cô ấy đâu? Chú ơi, cháu không biết chú đang nói gì hết. Chú ơi, chú nhìn xem đó là gì? Lãnh Tâm Duyệt nói chỉ có một đứa con là Đại Bảo. Vậy hai nhóc này, rốt cuộc có phải con mình không? Chú ơi, xin lỗi ạ. Chúng cháu nghe nói anh cả bị người ta bắt nạt nên mới tới. Không phải cố ý gây rối đâu ạ. Chúng cháu xin lỗi chú. Chú thả chúng cháu đi đi. Thả hai đứa đi cũng được, nhưng hai đứa phải nói cho chú biết, rốt cuộc hai nhóc có quan hệ gì với Lãnh Tâm Duyệt. Nhị Bảo Tam Bảo. Sao hai đứa lại tới đây? Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Bọn con nghe nói mụ xấu xa muốn hại mẹ. Đúng là nghịch ngợm. Tôi không biết chúng lại tới tập đoàn Cung Thị gây rối. Sếp Cung, xin lỗi nhé, chúng tôi đi trước đây. Đứng lại.
không định giải thích với tôi à? Ừm. Lần trước tôi nói với anh rồi còn gì, hai nhóc này là tôi nhận nuôi, tôi còn phải giải thích thế nào nữa? Đứa bé nhận nuôi lại gọi tôi là bố à? Lãnh Tâm Duyệt, nói dối có mức độ thôi. Bọn chúng chính là con của tôi. Tôi nói dối đâu. Đây. Đại Bảo 5 tuổi rồi, hai đứa chúng nó mới 4 tuổi rưỡi, nếu anh không tin. Đây là giấy nhận nuôi. Lẽ nào? Là mình nghĩ nhiều thật. May mà làm hộ khẩu giả. Sếp Cung, tôi biết, sản nghiệp nhà anh lớn, muốn có thêm mấy người con trai thừa kế tài sản. Nhưng anh không thể nhận con trai bừa bãi được, huống hồ bầu ba đứa, đó là may mắn đến mức nào chứ? Bác sĩ Vương, xét nghiệm ADN của tôi và hai đứa bé cho tôi. Lấy kết quả ngay. Xét nghiệm à? Không cần đâu. Có giấy nhận nuôi rồi mà. Còn cần xét nghiệm gì nữa? Nếu lộ kết quả xét nghiệm, thân phận của tụi nhỏ sẽ không giấu nổi mất. Lãnh Tâm Duyệt, tôi thừa nhận, tôi suýt bị cô lừa. Như nào có người mẹ nào đi làm còn mang giấy nhận nuôi theo chứ? Anh, đó là vì lần trước anh hỏi tôi thân phận của tụi nhỏ. Tôi đặc biệt chụp lại để cho anh xem đó. Tôi đáng sợ thế à? Để cô và hai đứa bé tránh tôi như rắn rết vậy. Anh không đáng sợ. Anh không đáng sợ mà cướp con ruột của tôi, còn định cướp con nuôi tôi nữa. Nếu chúng là con của tôi thật, vậy thì theo tôi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, tốt hơn là theo cô chịu khổ. Tôi không có bản lĩnh, nhưng tôi có thể yêu chúng hết mình. Một, còn anh thì sao? Hai, anh có vợ sắp cưới. Ba, tôi không muốn sau này con gọi người khác là mẹ đâu. Chạy. Đứng lại. Sếp Cung, người anh nóng quá, có phải thuốc chưa hết tác dụng không? Hay là chúng ta đi nghỉ ngơi nhé. Cô buông tôi ra, hôm nay tôi phải biết thân phận của chúng ấy. Có sấm, có sấm. Cô xuống đi. Tôi không xuống, tôi không xuống. Vậy tôi ném cô đi. Hả? Không muốn, không muốn xuống, không muốn xuống. Ấy, thần giật, có kết quả xét nghiệm huyết thống rồi. Thần giật, đã có kết quả giám định ADN rồi. Lẽ nào thằng nhóc này thông suốt rồi? Bà ơi, sao bà vừa mới nói kết quả gì cơ? Kết quả khám sức khỏe đấy, bà mới làm lao công ở tập đoàn Cung Thị. Phòng nhân sự bảo bà nộp giấy khám sức khỏe. Bà ơi, bà quên trước đây bà đã chỉ tổng giám đốc tập đoàn Cung Thị thế nào rồi sao? Bà vào đây làm thế này, chả phải là đưa dê vào miệng hồ sao? Tuy nó là bảo quân, nhưng nó trả lương cao. Tâm Duyệt, bà có tuổi rồi, nhất định có bệnh cần phải tiêu tiền. Hay là vậy đi, cháu quen phòng nhân sự, để cháu đi đưa giấy khám cho bà. Bà tự làm được, bà tự làm được. Bà lại làm gì nữa vậy? Cháu mau lấy lại giấy khám cho bà, trong đó có. Cháu mau lấy lại giấy khám cho bà, trong đó có. Cháu sao thế? Sao lại sốt rồi? Cháu bị Giang Vân Thanh bỏ thuốc. Chả phải nó là đối tượng liên hôn của cháu sao? Nếu không sao, bà đi trước đây, cháu. Không sao. Đây là hồ sơ của nhân viên mới nhậm chức ở công ty. Phiền cô lưu lại dữ liệu. Bỏ đó đi. Tiểu Duyệt, giấy khám của bà đâu? Kia hả? Đây là lao công mới tới của công ty. Công ty tuyển người kiểu gì đấy? Ra thế này cũng tuyển. Tôi là người sếp Cung đích thân tuyển vào đấy. Cô có ý kiến với tôi hay có ý kiến với sếp Cung? Nếu cô thấy nhập thông tin phiền phức, vậy tôi có thể đích thân nói với sếp Cung. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, còn nó không làm đâu. Tài liệu. Được rồi bà, đi thôi, giao cho cô ấy là được. Giấy khám của bà. Không sao, công ty giữ rất kỹ, không mất được đâu. Lát nữa tôi sẽ mang qua cho anh. Giang tiểu thư, sếp Cung nói rồi, còn có lần sau sẽ trực tiếp chấm dứt hợp đồng với nhà họ Giang. Đi thong thả, không tiễn. Lãnh Tâm Duyệt đáng chết. Mọi thứ tôi dốc sức chuẩn bị, lại cho cô hưởng không? Xét nghiệm ADN. Ai chả biết sếp Cung có một đứa con trai, giờ sao lại có thêm song thai nữa? Tung tin đồn cũng không biết tìm cái nào đáng tin sao? Lỡ là thật thì sao? Mình phải báo cho sếp Cung dù là giả. Tố cáo Lãnh Tâm Duyệt cũng vẫn có công. Giang tiểu thư, cô cầm gì đấy? Đưa tôi xem nào.
Lãnh Tâm Duyệt còn sinh cho A Giật hai đứa con. Chắc chắn là trò đùa dai của Lãnh Tâm Duyệt rồi. Ai cũng biết cô mới là vợ chưa cưới của sếp cung. Phu nhân tổng giám đốc tương lai chỉ có thể là cô. Nếu đã là trò đùa dai, cũng không cần thiết để người khác biết. Vâng, vâng, vâng. Tiểu Lâu, hôm nay cô xịt nước hoa gì vậy? Xịt vào lòng tôi luôn rồi. Bạn trai tôi tặng. Lãnh Tâm Duyệt, cô phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi sẽ khiến cô không thể ở lại cung thị được nữa. Cô đã có bạn trai rồi sao? Không nhìn ra đấy. Bình thường cô ăn mặc khá bảo thủ. Nhị Bảo, Tam Bảo, các con về nhà chưa? Báo cáo mẹ. Bọn con đã về tới nhà rồi. Rốt cuộc hôm nay các người làm sao vậy? Biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Suýt nữa chúng ta đã bị bại lộ rồi. Mẹ ơi, bọn con không cố ý đâu. Dì xấu xa đã nhốt anh cả lại rồi. Gì cơ? Giang Vân Thanh nhốt Đại Bảo lại rồi sao? Không sao, Đại Bảo đã được cứu rồi. Được, mẹ biết rồi. Các con ở nhà đợi mẹ. Tất cả đợi mẹ về rồi nói. Bà nội, vừa rồi trợ lý Hứa của sếp cung tới đây. Nó tìm cháu đấy, bảo là kêu cháu tới văn phòng sếp cung có việc. Lại sai mình. Bà ơi, bà cứ yên tâm ở lại phòng lao công. Có gì khó khăn, bà cứ gọi cho cháu. Được. À, phải rồi. Tập đoàn Tiểu Duyệt có nhiều lao công như thế. Bà lười được thì lười. Xem như tập đoàn cung thị đang giải quyết vấn đề dưỡng lão cho xã hội đi. Nhị Bảo, Tam Bảo, các anh vô dụng quá. Không chỉ không giúp được anh cả, mà còn bị bố xấu xa phát hiện. Mọi người đừng nói mát nữa. Chắc chắn bây giờ mẹ đang rất lo lắng. Thật ra nhận lại bố xấu xa cũng không có gì xấu. Anh cả nói ở nhà bố có rất nhiều món ăn ngon. Em gái, em ngây thơ quá đấy. Bố sắp lấy mẹ kế rồi. Người ta hay bảo có mẹ kế là có dượng. Đến lúc đó sẽ giống như hôm nay. Dì xấu xa đó sẽ nhốt chúng ta vào phòng tối. Biết đâu còn treo chúng ta lên đánh thì sao. Anh ơi, anh đừng dọa em nữa. Về lý thuyết, anh hiểu ý của bố xấu xa. Hôm nay bố đã gặp mấy đứa, chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi theo tới đây. Vậy phải làm sao? Anh có cách. Cách gì? Vào đi. Tới rồi sao? Sếp cung, anh tìm tôi có việc gì? Sếp cung khó chịu trong người, cô hầu hạ anh ấy uống thuốc đi. Nhưng việc của tôi là... Công việc của cô là... Giờ tôi bị bệnh rồi, chăm sóc tôi là việc cô nên làm. Nếu không phải Đại Bảo xin tôi cho cô một công việc. Với công việc của cô, e là còn chả bước vào được cửa lớn của cung thị. Chả phải là do sinh con cho anh, tôi mới nghỉ học sao? Suy cho cùng, cuộc đời bi thảm của tôi cũng do anh mà ra. Cũng không biết là ai, nửa đêm nửa hôm còn dẫn một người đàn ông lạ đi thuê phòng. Miệng còn luôn miệng nói đừng ngừng lại. Cung thần giật. Sếp cung, mời anh uống thuốc. Đút cho tôi. Đại Bảo dẫn theo hai đứa con cô nhận nuôi đi rồi. Cô đoán xem giờ chúng đang ở đâu. Tôi nhị. Sếp cung, mời anh há miệng ra. Sao ông trời không sai thiên lôi đánh chết anh đi? Ánh mắt đó của cô là sao đấy? Muốn giết tôi hả? Tôi đâu dám. Tôi mong sếp cung phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sếp cung, vào đi. Sếp cung, đã điều tra được địa chỉ. Lãnh Tiểu Thư và hai đứa bé kia sống rồi. Gia viện hạnh phúc.
Xếp cung. Đây chính là nơi ở của Lãnh tiểu thư. Ngoài ra, tôi còn điều tra ghi chép nhận nuôi con của cô ấy. Đồn cảnh sát không có thông tin gì. Quả nhiên bằng chứng là giả. Nhất định cô ấy đang lừa tôi. Xếp cung. Tôi mang thiết bị xét nghiệm ADN tới đây rồi. Đảm bảo trong vòng một tiếng sẽ có kết quả. Phong tỏa hết lối vào tiểu khu. Tôi muốn họ mọc cánh cũng khó thoát. Rõ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, tay mẹ chảy máu rồi. Mau đi lấy băng dán cá nhân. Vâng. Mẹ ơi đau không ạ? Để bọn con thổi cho mẹ. Không sao. Mấy đứa đều là cục cưng của mẹ. Yên tâm. Mẹ sẽ không để ai cướp các con khỏi mẹ đâu. Vâng. Đáng ghét. Em đã bảo anh đổi chỗ rồi. Anh cứ không nghe. Anh xem ở đây tối đến còn có chuột nữa. Vợ anh quản ghê lắm. Đâu phải em không biết. Mua nhà cũng không phải ít tiền. Đợi anh với vợ anh ly hôn rồi, Lãnh Tâm Duyệt lại để các con sống ở một nơi như này. Chỗ này đủ mọi loại người. Đúng là làm vấy bẩn huyết thống của anh. Nhất định bọn tôi sẽ giúp anh đón tiểu thiếu gia, tiểu thư về nhà. Mẹ ơi, có người gõ cửa. Để mẹ đi mở cửa. Lãnh Tâm Duyệt. Nào, cho mẹ đi nhờ với. Lãnh Tâm Duyệt, mở cửa. Đừng bảo là không có ai ở nhà nhé. Tôi ra cổng tiểu khu xem xét tình hình, đợi đã. Vừa rồi lúc lên đây, tôi thấy đồng hồ điện kiểu cũ đang chạy liên tục, chứng tỏ trong nhà có người. Lãnh Tâm Duyệt, tôi biết cô đang ở nhà, đừng trốn nữa. Lãnh Tâm Duyệt. Lãnh tiểu thư, cô trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời. Cô mau ra đây nói cho rõ ràng đi. Hôm nay tôi không tới hỏi tội. Tôi chỉ muốn đón các con về, cho chúng một cuộc sống tốt hơn thôi. Mở cửa đi. Lãnh Tâm Duyệt. Chào cô, xin hỏi cô là hộ dân mới tới thuê phải không? Đăng ký thông tin cô điền đi. Cũng may không phải bố xấu xa đuổi tới đây. Nhiều con vậy sao? Bọn cháu sinh 6. Sinh 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sao có mỗi 5 đứa vậy? Còn một đứa nữa bị bố bọn nhỏ đưa đi rồi. Ai vậy trời, đi vệ sinh cũng không được yên. Sao lại là ông? Người phụ nữ và bọn trẻ lúc trước ở đây đâu rồi? Người phụ nữ và trẻ con gì? Không biết. Chuyện gì vậy? Bạn của con tôi là cảnh sát đấy. Cậu hỏi chuyện hộ sống ở đây trước đó đúng không? Sao không nói sớm? Tôi mới chuyển tới đây, họ chê chỗ này quá xa nơi làm việc, nên vừa chuyển đi rồi. Vậy ông có biết họ đã đi đâu không? Tôi thật sự không biết. Họ có để lại ít đồ ở đây, cậu xem có tác dụng không? Xếp cung. Đây là giấy siêu âm. Lẽ nào là của Lãnh tiểu thư? Xếp cung, xếp cung, đợi đã. Xếp cung nói, hôm nay anh vất vả rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi. Sao không có tên người khám vậy nhỉ? Bệnh viện nhân dân số 1. Đợi mình tra ra tài liệu, xác nhận lại rồi mới nói cho xếp cung biết vậy. Làm phiền rồi, chúc cô có một cuộc sống vui vẻ. Liệu có phải là điện thoại của bố xấu xa không? Bố gọi tới làm gì?
Anh cả nói bố rất thông minh. Có phải bố đã tới nhà cũ rồi không? Cũng may chúng ta chuyển nhà sớm. Cách gì? Chúng ta chuyển nhà. Vâng. Alo, sếp cung, có gì không? Cô chuyển nhà rồi sao? Sao không nói trước với tôi một tiếng? Chả phải tôi vừa mới chuyển sao? Nhà cũ hơi hỗn loạn. Một mình tôi nuôi con không tiện. Nhà mới ở đâu? Tôi muốn dẫn Đại Bảo thường xuyên tới làm khách. Gì cơ? Sếp cung, tới nhà chơi. Thế sao được? Tôi và anh cô nam quả nữ. Anh định làm gì tôi? Hơn nữa, chả phải anh sắp kết hôn rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ làm bồ nhí của anh đâu. Sếp cung, Lãnh Tiểu Thư chuyển nhà, nhất định là do chột dạ. Chắc hẳn hai đứa bé kia là con của anh rồi. Cậu nghĩ tôi không biết chắc, nhưng giờ tôi cần phải giải quyết hôn ước với Giang Vân Thanh. Anh nói hủy hôn là lừa em phải không? Đừng giả bộ nặng tình với tôi nữa. Nhà họ Cung và nhà họ Giang vốn là liên hôn thương mại. Lúc bỏ thuốc tôi thì nên nghĩ rõ điều này. Em có thể giải thích. Em chỉ quá sợ mất anh. Em chỉ muốn nhanh chóng sinh một đứa con cho anh thôi. Em không muốn. Lòng tôi đã quyết. Cô có thể tuyên bố với bên ngoài tôi là người có lỗi. Lý do cô tự chọn. Một tháng sau, tập đoàn Cung Thị sẽ chính thức tuyên bố tôi độc thân trở lại. Ta giật. Xem ra bố cũng không ngu ngốc như vậy. Có nên tác hợp bố và mẹ không nhỉ? Tin tức mới nhất, anh nghe lén được từ bố. Không kết hôn với mụ xấu xa nữa, hả? Vậy có phải bố có thể theo đuổi mẹ không? Nhưng hình như mẹ không thích bố lắm. Để anh giải quyết cho. Nếu hôm đó không phải Lãnh Tâm Duyệt chạy ra gây rối, có khi mình đã có con của A Giật rồi. Đây chẳng phải đối tượng liên hôn của A Giật sao? Này, bà. Tôi à, đúng, chính là bà. Giày tôi bẩn rồi, qua đây quỳ xuống lau sạch cho tôi. Ngay ra đó làm gì, tuổi như bà được vào tập đoàn Cung Thị chắc khó lắm nhỉ. Được lau giày cho phu nhân tổng giám đốc là vinh hạnh của bà. Có khi phu nhân của chúng tôi vui vẻ, nói tốt vài câu với tổng giám đốc có khi còn tăng chút lương cho bà đó. Nhân phẩm này sao sánh bằng Tiểu Duyệt chứ, A Giật thật hồ đồ. Bà làm gì vậy? Biết giày của tôi đắt thế nào không? Bà ơi, Khương Tiểu Thư, dù gì cô cũng là Thiên Kim Tiểu Thư, đối xử với một bà cụ tay trói gà không chặt như vậy, có quá đáng không vậy? Cô muốn lên tiếng thay bà ta. Được thôi, bà ta làm bẩn giày tôi rồi, cô đền đi. Giày cô ta bẩn sẵn rồi, là cô ta bảo bà lau. Bà già này, còn dám cãi à? Bình tĩnh chưa? Cô dám hất nước vào người Giang Tiểu Thư, là Giang Tiểu Thư của các cô tự gây sự trước. Cô âm thầm ngược đãi Đại Bảo, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, cô tự gây sự trước. Tôi nói cô biết con có lần sau. Thứ hắt lên người cô, kẻo lại là axit đấy. Cô dám ngược đãi trẻ con. Phải thì đã sao, tôi và sếp Cung kết hôn rồi. Tôi chính là mẹ kế của Đại Bảo. Tôi muốn ngược đãi nó thế nào, đều dựa vào tâm trạng tôi. Con à không biết xấu hổ này, vô giáo dục đã đành. Cô còn là mẹ kế người ta. Ngược đãi con người khác một cách biến thái. Cô chẳng phải thứ tốt lành gì cả. Bà dám đánh phu nhân tổng giám đốc. Bà toi rồi, bà toi đời thật rồi. Bà biết tổng giám đốc yêu phu nhân đến mức nào không? Anh ấy nhất định sẽ đuổi việc bà. Được, tôi chờ đó. Để tôi xem tổng giám đốc vì con ả này mà đuổi việc tôi như thế nào. Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Giang Tiểu Thư, giờ tôi sẽ gọi tổng giám đốc giúp cô. A Giật bận làm việc như vậy, đừng vì những chuyện nhỏ này mà phiền anh ấy. Lãnh Tâm Duyệt, con ả cô vào tập đoàn Cung Thị chẳng phải để tìm rể vàng, nhanh chóng thăng cấp sao? Được, tôi hào phóng chút. Chỉ cần cô chịu rời khỏi tập đoàn Cung Thị, tôi có thể cho cô một khoản tiền. Cô nói ai tìm rể vàng cơ? Tâm Duyệt, nhà chúng tôi là hoa thơm có chủ. Bạn trai nó là cháu trai tôi. Có sắc lại có tiền. Cô ta ư, có tiền có sắc à? Tôi chưa từng thấy tên đàn ông nào đến đón cô ta. Không phải là lão già chọc đầu què chân, bụng bia đấy chứ, xấu hổ khi gặp chúng tôi chứ. Bạn trai tôi quá đẹp trai. Sợ các cô gặp. Đố kỵ không đi nổi. Lãnh Tâm Duyệt, sao trước đây tôi không nhận ra cô giỏi nói khoác vậy nhỉ? Tâm Duyệt không nói khoác. Bạn trai của Tâm Duyệt chính là cháu trai tôi. Cháu trai bà có tiền có sắc, còn để bà làm lao công dọn vệ sinh ở đây à? Nếu cháu trai bà có tiền có sắc thật, thì gọi cho đây cho mọi người xem đi, không phải là ai đó không dám chứ.
tôi có gì mà không dám. Tôi sợ tôi gọi tới rồi, cô lại sợ chết khiếp. Chẳng lẽ cháu trai bà là nhân vật máu mặt gì à? Cô chờ đó. Giờ đang là giờ làm việc, bạn trai tôi phải làm việc, không rảnh gặp hai người. Vậy thế này đi, cuối tuần này công ty có một bữa tiệc từ thiện. Tôi có thể rủ lòng từ bi. Cho mấy người thêm một lá thư mời, đến lúc đó cô dẫn anh ta đi cùng được rồi chứ? Được, tôi sẽ chờ đến cuối tuần, cho các cô đắc ý thêm hai ngày. Đi. Bà ơi, bà hại chết cháu rồi, còn hai ngày nữa, cháu tìm bạn trai ở đâu ra chứ? Cháu trai bà đó, có ngay mà. Cháu đã gặp người ta bao giờ đâu, phiền phức lắm. Cháu gặp nó rồi. Hừ. Bữa tiệc từ thiện. Bà còn bảo cháu đi chống lưng cho Lãnh Tâm Duyệt nữa cơ à? Đúng thế, nếu không phải bà lẻn vào nằm vùng, bà còn không biết cháu nuôi nhiều giòi bọ như vậy ở công ty, còn sỉ nhục Tiểu Duyệt người ta đến tìm rể vàng. Cháu khiến bà tức chết rồi. Sao bà biết người khác có sỉ nhục hay không? Nhớ cô ta vì tiền chuyện gì cũng làm được thì sao? Rời à? Sao bà lại nuôi được thằng cháu có con mắt tệ vậy chứ? Tóm lại, bà muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng trong bữa tiệc. Nếu cháu không tới, cháu chắc chắn sẽ hối hận. Đợi mình công khai Tiểu Duyệt và ba thằng bé trong tiệc từ thiện, cháu lại xin được đối xử tốt với Tiểu Duyệt ấy chứ? Biết rồi hả, cháu sẽ đến đúng giờ. Ui dào, này thì không nghe lời. Ngoan chút đi. Sếp cung. Cuối tuần tôi phải tham dự một bữa tiệc, chọn hai bộ đồ giúp tôi đi. Cuối tuần ư, không trùng hợp vậy chứ. Anh ta cũng tới tiệc từ thiện à? Ờ. Một bộ ở trong cùng đi. Cô tinh mắt thật đấy. Đây là kiểu dáng mới về cửa hàng chúng tôi. Ừm, đại bảo. Con nói xem hai bộ đồ kia, bộ nào đẹp hơn? Trẻ con mới chọn. Con, chọn hết. Vậy đóng gói hết lại đi. Vâng vâng. Thưa cô, đây là mẫu túi mới chúng tôi vận chuyển bằng máy bay tới. Trông rất đẹp. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Túi này 288.000 tệ. 200. Chỉ một cái túi này đã đủ để mình nuôi con nửa năm rồi. Làm bằng vàng à? Cái này thì không cần đâu, đóng gói cả luôn đi. Vâng. Thưa cô, bên này còn có mẫu váy dự tiệc Pháp cao cấp mới. Cô chọn đi. À, tôi thì đàn ông kiếm tiền, đàn bà phải tiêu. Trong mấy bộ đồ này đều không rẻ nhỉ? Chắc đắt lắm. Mấy món đồ vài trăm đâu phải cô không mua được. Cái gì mà chỉ vài trăm nghìn tệ chứ? Có phải anh không biết tiền lương của tôi đâu? Tiền lương không đủ, nhưng tiền bán con đủ mà. 1 tỷ đó đủ để cô mua cả trung tâm thương mại rồi. Lười nói chuyện với anh, mời cô đi bên này. Nói con nghe, con lừa nhỏ này mọc râu màu trắng, còn có một cái đuôi cong, còn có một cái móng chân màu đen. Nếu cả nhà mình đều được ở bên nhau thì tốt rồi. Con thích con lừa nhỏ này không? Tiên sinh, tiểu thiếu gia, cô Lãnh thay xong rồi. Mẹ đẹp quá đi mất. Cảm ơn cục cưng. Trông thuận mắt hơn bình thường nhiều. Thưa cô, quẹt thẻ hay tiền mặt ạ? Phụ nữ thời đại mới, thua cái gì chứ không được thua khí thế. Cùng lắm thì sau này ăn bánh bao chay. Quẹt thẻ đi. Trước mặt con, tôi không có thói quen để phụ nữ thanh toán. Quả nhiên, không nên ảo tưởng về loại đàn ông xấu xa như anh. Mẹ ơi, chúng ta chụp ảnh đi. Bố mẹ ơi bế. Con muốn bố mẹ cùng hôn con. Bố ơi. Cục cưng, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ vậy? Bố thấy mẹ thế nào?
Thế nào cái gì chứ? Bố xem đây là gì? Kế hoạch theo đuổi vợ, con nghe thấy cả rồi. Bố không kết hôn với mụ xấu xa kia nữa, cho nên con cho bố một cơ hội theo đuổi mẹ. Ai nói bố định theo đuổi cô ấy chứ? Con nhìn thấy cả rồi. Lần trước lúc bố hôn mẹ, mặt đỏ bừng luôn. Tuổi còn nhỏ, ai dạy con trưởng thành vậy chứ? Mau đi ngủ đi, đi, nhớ xem đó nha. Kế hoạch theo đuổi vợ, phải tạo ra không gian ở riêng cho cô ấy đủ quan tâm và yêu thương. Mình xem thứ này làm gì, mình đâu cần phải thế. Xem một chút cũng không sao mà, dù sao chưa chắc đã theo đuổi Lãnh Tâm Duyệt. Luôn luôn giữ vẻ thần bí, chuẩn bị một vài bất ngờ vào ngày lễ, thỉnh thoảng đùa một chút, giữ vẻ thần bí và hài hước. Tôi chủ nhật. Kết hôn rồi còn đi nơi đó, còn tưởng cô không động vào số tiền đó thật. Tỉnh lại đi, anh ta giành quyền nuôi con với mày đó. Mau ngủ đi. Mẹ ơi, các cục cưng, dám giấu 6 đứa con của tôi. Lãnh Tâm Duyệt, sau này quyền nuôi con là của tôi. Cô không có quyền nuôi con. Mẹ ơi, trả con cho tôi, trả con cho tôi, trả con cho tôi, trả con cho tôi. May mà chỉ là một giấc mơ. Không được, mình phải bảo vệ các con. Alo, Tiểu Duyệt à? Bà, thằng nhãi nhà bà đột xuất có chút chuyện công việc, bọn bà đến muộn chút nhé. Không sao ạ, tự cháu đi là được. Vậy, vậy cháu đợi bà nhé. Chuẩn bị xong quà chưa? Theo lời dặn của bà, chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mấy người nghe nói chưa? Hôm nay, lão phu nhân cung thị cũng tới đấy. Chắc là muốn gặp cháu dâu trước. Chứ còn gì nữa, Giang tiểu thư khí chất xuất chúng, là người trong lòng xếp cung đấy. Nếu Giang tiểu thư và xếp cung có tin tốt gì, đừng quên chúng tôi đấy nhé. Đương nhiên rồi, đợi tôi và xếp cung kết hôn, sẽ mời cả công ty luôn. Đây là ai vậy? Chà, một mình cô tới thôi à? Không phải dẫn bạn trai cô cùng tới sao?
Không phải dẫn bạn trai cô cùng tới sao? Bạn trai tôi bận làm việc, muộn chút mới tới. Cuối tuần còn tăng ca. Xem ra cũng là nhân viên quèn thôi nhỉ. Bạn trai cô phải tăng ca, vậy sao bà già kia không tới? Không hổ là không có cháu trai giàu có gì hết. Bà già kia bỏ chạy trước khi lâm trận rồi, loại lao công thấp hèn. Mà dám giả thần giả quỷ ở đây. Không có bà dọn vệ sinh cho mấy người yên tâm làm việc ở văn phòng được chắc. Đều là người đi làm thêm, làm gì phân chia cao thấp sang hèn chứ. Vậy thì cô gọi bà ta tới đi, gọi cho bà ta mau đi, tôi. Xin chào, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy, tôi không nghe nhầm chứ. Lúc này rồi, điện thoại lại tắt máy, còn nói không bỏ chạy à. Bà ấy, có sẽ là bận việc gì đó. Lãnh Tâm Duyệt, đồ khốn nạn này, cô dám dụ dỗ chồng tôi. Là cô ta quyến rũ anh đó, lần trước giám đốc Triệu đặc biệt gọi mình cô ta ở lại văn phòng. Ai biết hai người này đã làm gì? Tôi với giám đốc Triệu không thân thiết gì. Cô đừng vu khống tôi, vậy sao cô được vào tập đoàn cung thị theo diện đặc biệt, bông tai quý giá như vậy? Ai tặng cô hả? Tôi hiểu rồi, cô không chỉ có một bố đường. Nghe nói ăn nằm với nhiều người, dễ bị si đa lắm. Chào cung lão phu nhân. Tôi nói rồi, tôi không có. Nếu tôi nhìn không nhầm thì bộ lễ phục này của cô là bản giới hạn của Miko. Một bộ phải đến mấy trăm nghìn tệ. Đừng nói là giám đốc Triệu, đến cả sếp Trần cũng chưa chắc đã nỡ mua. Nếu không có đại gia bao nuôi cô thì cô lấy đâu ra tiền mua? Dơ bẩn. Ngày mai tôi phải đi kiểm tra, để tránh dính phải. Bệnh lạ gì? Bị nhiều bố đường bao nuôi đã là gì đâu. Lần trước cô ta dắt bà già kia tới làm thủ tục nhận việc, còn kèm theo một bản xét nghiệm huyết thống nữa. Báo cáo, xét nghiệm gì? Cô giả ngốc gì chứ? Chính là hai đứa con sinh đôi của cô. À, xét nghiệm với đại gia chứ gì. Cô không biết giữ mình gì cả. Vợ ơi, em bình tĩnh lại. Đây là tiệc của công ty. Sao vậy? Anh còn sợ mất mặt hả? Anh dám làm không dám để tôi nói ra hả? Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta nhận quà của anh rồi. Làm gì vậy? Chính là bông tai này. Cái này cô cũng đừng hòng đeo. Mọi người tới đây mà xem. Chính con khốn này đây. Tôi nhớ lúc cô ta còn đi học, đã trở hoang rồi, còn quyến rũ lãnh đạo trong trường. Chỉ sợ chuyện bị bại lộ, sẽ bị đuổi học. Loại người như cô ta sao có thể vào công ty được? Chắc chắn là dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó rồi. Nói, có phải anh cho cô ta đi cửa sau không? Con khốn chơ chẽn, ăn nằm với trai khắp nơi. Ảnh đi thuê phòng đã gửi tới tận trường rồi này. Cô còn quyến rũ cả lãnh đạo trường, khiến trường mất hết danh dự. Học cùng một trường với loại người như cô thật ghê tởm. Không phải tôi không có. Chính là cô, chính là cô. Trên ảnh là cô mà. Ảnh sơ sơ trước mặt này. Vợ ơi, anh sai rồi, xin lỗi. Đều tại cô ta quyến rũ anh đó. Bảo sao cô lại vào được tập đoàn cung thị? Hóa ra là đã quyến rũ sếp Triệu. Hoan nghênh thiếu phu nhân tương lai đến dự buổi tiệc. Cái này chắc chắn là tặng cho Giang tiểu thư. Chúc mừng Giang tiểu thư được lão phu nhân công nhận. Đến lão phu nhân cũng thích Giang tiểu thư vậy rồi. Thế thì tổng giám đốc yêu Giang tiểu thư đến mức nào nữa? Xem ra vị trí phu nhân tổng giám đốc công ty chỉ có thể là của mình rồi. Lãnh Tâm Duyệt, nhìn thấy chưa? Tôi là phu nhân tổng giám đốc tương lai của công ty. Còn cô, ăn nằm với trai, bịa đặt ra một anh bạn trai giàu có, đúng là phẩm chất bại hoại. Bây giờ tôi lất danh nghĩa phu nhân tổng giám đốc tương lai, đuổi việc cô. Chuyện tôi không làm, tôi quyết không thừa nhận. Cô muốn đuổi việc tôi, được, vậy cô gọi sếp cung đích thân tới đuổi việc tôi đi. Sếp cung, cung lão phu nhân,
tặng cho tôi quà quý giá thế này cho tôi rồi. Tôi muốn đuổi việc cô. Không cần phải được sếp cung đồng ý. Anh có ý gì? Xin lỗi. Những món quà này không phải tặng cho cô. Anh nói gì? Vậy tặng cho ai? Chào lãnh tiểu thư. Chào lãnh tiểu thư. Đây đều là quà cung lão phu nhân tặng cho cô. Nhiều năm qua, cô đã vất vả rồi. Lão phu nhân sẽ tới ngay, chắc chắn sẽ chứng minh cho cô. Lẽ nào là bà cố của đại bảo tặng? Anh nhìn cho kỹ, tôi mới là vợ chưa cưới của sếp cung. Loại người hạ đẳng bụng đầy vết dặn, đáng đời phải sống ở khu ổ chuột. Sao bà nội có thể tặng những món quà này cho cô ta được? Sao không thể? Bà nội. Phải đó, Giang tiểu thư, cô mạnh miệng ghê ha. Lão phu nhân này có quan hệ gì với Lãnh Tâm Duyệt vậy? Quả nhiên là người đẹp vì lụa. Bộ đồ này chắc đắt lắm nhỉ. Nhưng dù là vậy, cũng không che đậy được mùa nghèo từ xương tủy của bà. Bà bảo có cháu trai giàu có đâu, sao không tới cùng bà buổi tiệc long trọng thế này? Đương nhiên nó phải xuất hiện cuối cùng rồi. Cuối cùng, đúng là phải đến cuối cùng. Để anh ta tới mà nhìn cho kỹ, cô bạn gái của anh ta. Quyến rũ quản lý cấp cao của tập đoàn. Như thế nào? Giang Vân Thanh, cô bớt ngậm máu phun người đi. Tôi với hợp đồng Triệu trong sạch rõ ràng. Cô đừng dùng tư tưởng dơ bẩn của mình để suy đoán về tất cả mọi người được không? Cô không quyến rũ đàn ông hả? Không có sếp cung. Thì sao cung lão phu nhân lại tặng nhiều quà cho cô như vậy? Đương nhiên là vì Tâm Duyệt xứng đáng rồi. Giang tiểu thư, cô luôn miệng mỉa mai vết dạn của Tâm Duyệt nhà tôi. Cô phải biết, vết dạn này là đại diện cho sự dũng cảm của một người phụ nữ. Bây giờ, tôi quyết định tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Tâm Duyệt là mẹ ruột của tiểu thiếu gia nhà họ cung tôi. Hơn nữa, còn là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ cung tôi. Mẹ của tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân tương lai của nhà họ cung, bà đang đùa gì vậy? Tôi mới là vợ chưa cưới của sếp cung. Bà tưởng mặc một bộ đồ sang là có thể mạo danh tập đoàn cung thị rồi hả? Bây giờ bà lập tức cút. A Giật và lão phu nhân đang trên đường tới. Biết đâu bây giờ còn có thể tha mạng chó cho bà. Không được, tôi gật đầu. Cô xem nó có dám cưới cô không. Lãnh Tâm Duyệt, cô cứ để mặc cho bà già này ngang nhiên làm sằng làm bậy ở buổi tiệc này vậy à? Bà nội yên tâm, bà đã nói với cháu rồi, chỉ cần có bà ở đây không ai dám bắt nạt cháu. Bà già này, bà chán sống rồi đúng không? Dám ngang ngược trước mặt Giang tiểu thư. Cô đúng là hỗn xược. Đây là cung lão phu nhân, bà nội ruột của sếp cung, cổ đông lớn nhất của tập đoàn cung thị. Bà ấy không có tư cách thì tất cả người ở đây ai có tư cách hả? Cung lão phu nhân, ông nói bà ta là cung lão phu nhân thì đúng vậy ai hả? Không biết cung lão phu nhân quanh năm ở nước ngoài, rất hiếm người từng gặp bà ấy. Trước đây giả làm người nhà giàu, bây giờ còn dám mạo danh cả cung lão phu nhân. Sao bà không lên trời luôn đi? Chắc chắn bà là mụ lừa đảo Lãnh Tâm Duyệt thuê tới. Xem đi, không phải chứ, chuyện gì cô ta cũng làm được thế. Nếu bà ấy thật sự là cung lão phu nhân thì chẳng phải mấy đứa con của mình bị lộ tẩy hết rồi sao? Đám các người đều là diễn viên quần chúng đúng không? Diễn cũng giống thật ghê, suýt thì bọn tôi bị lừa rồi. Giang tiểu thư, cô mau gọi lão phu nhân, bảo bà ấy tới vạch trần đám lừa đảo này đi. Đóng vai nhà giàu thì cũng phải tìm một lý do tốt hơn chứ. Nếu bà là cung lão phu nhân thì sao? Sếp cung lại để bà đi dọn nhà vệ sinh được. Theo tôi, bà ta diễn không giống thật gì cả. Bà ơi, nếu bà thật sự mạo danh người ta thì bà mau đi đi, để cháu giải quyết chuyện này. Nếu đợi sếp cung tới, mọi chuyện sẽ muộn mất. Có bà đây, bà xem thử ai dám động vào bà. Thế nên bà thật sự là cung lão phu nhân ạ? Tha chứ cho bà, vì đã không nói với cháu thân phận thật sự của bà. Bà sợ nói với cháu thì cháu sẽ kiêng dè, cháu sẽ không trách bà chứ. Vậy bà nói chuyện cháu có mấy đứa con với sếp cung chưa ạ? Đương nhiên là mọi người đừng để bị bà ta lừa. Bà ta hoàn toàn không phải là bà nội của sếp cung. Vừa nãy tôi đã gọi điện thoại xác nhận rồi, cung lão phu nhân đang trên đường tới đây với sếp cung. Không thể nào ở đây được. Nó cả buổi trời. Hóa ra là kẻ lừa đảo hả? Làm ầm lên. Tôi còn tưởng là cung lão phu nhân đến thật nữa chứ. Gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, dù có thuê nhiều diễn viên đến đâu cũng không biến thành phượng hoàng được. Cái đám ngu xuẩn các người. Tôi đi đường vòng tới nhà trẻ đón chất nội của tôi. Thần giật của tôi. Lát nữa sẽ tới.
chết đến nơi rồi còn giang mồm. Có nghĩ đến việc lát nữa A Giật tới, các người sẽ có hậu quả thế nào chưa? Này, bà cụ nói mình là cung lão phu nhân, thì bà ấy chính là cung lão phu nhân. Dù sao thì tôi cũng tin bà, vậy thì cô cứ tiếp tục lừa mình dối người đi. Còn tôi thì không chấp nhận được. Người đâu, vứt bọn họ ra ngoài cho tôi. Dám mạo danh cung lão phu nhân, tôi thấy bà chán sống rồi đấy. Ai dám mạo danh cung lão phu nhân? Giám đốc Mã, anh tới đúng lúc lắm, chính là bà ta. Xếp cung sắp tới rồi, mau kéo bà ta ra ngoài cho tôi. Nếu để xếp cung tức giận thì chúng ta đừng ai hòng sống. Giao tiểu thư dặn dò đúng quá hạ, dám khinh thường cả cung lão phu nhân. Tôi muốn xem thử bà có mấy cái mạng. Cậu nói xem, tôi có mấy cái mạng hả? Giám đốc, anh đánh tôi làm gì? Cậu mù rồi hả? Đây chính là cung lão phu nhân. Đây là cung lão phu nhân hả? Giám đốc Mã, anh trợn to mắt lên mà nhìn cho kỹ. Cung lão phu nhân và xếp cung đang trên đường tới mà. Tôi từng may mắn được nhìn thấy lão phu nhân từ xa. Đây chính là cung lão phu nhân. Sao cơ? Đúng vậy. Giang tiểu thư, cô là vợ chưa cưới của xếp cung. Lẽ nào không biết cả cung lão phu nhân? Tôi... Cung lão phu nhân sao? Tiêu rồi. Tiêu rồi. Thế mà mình lại đắc tội với cung lão phu nhân. Bà ơi, vừa nãy cháu không biết bà là bà nội của xếp cung. Cháu đùa với bà đấy hả? Cháu là vợ chưa cưới của A Giật. Chúng ta mới là người một nhà. Ai là người một nhà với cô? Tôi với Tâm Duyệt nhà tôi mới là người một nhà. Dù bà là bà nội của xếp cung thì cũng không thể chia rẽ cháu với xếp cung được. Cháu với xếp cung sắp kết hôn rồi. Sao tôi không biết? Mình sắp kết hôn rồi vậy. A Giật, cuối cùng anh cũng tới. Em với bà nội có chút hiểu lầm. Mẹ ơi, hôm nay mẹ trang điểm xinh đẹp quá. Sao cháu tới muộn vậy hả? Tâm Duyệt à, sao cháu có bất ngờ không? Kinh ngạc không nào. Bà giới thiệu với cháu trai lớn trai nhiều tiền. Cháu thích không? Nếu sớm biết cháu của bà là xếp cung thì tối nay có đánh chết cháu cũng không tới. Bà ơi, vừa nãy cháu không cố ý đâu. Cháu quỳ xuống xin lỗi bà được không? Thế cô quỳ đi. A Giật, đừng gọi nghe thân mật vậy. Cô đã không còn quan hệ gì với bố tôi từ lâu rồi. Đại Bảo, nói đúng lắm, cháu mau hủy hôn với người phụ nữ này đi. Phiền chết đi được. Sao cô sánh được với Tâm Duyệt hả? Cô còn không bằng cọng tóc của con bé nữa. Bà cố, ý của cháu là cô ta đã ly hôn với bố rồi hả? Giang tiểu thư, rõ ràng tôi đã nói rất rõ rồi. Hủy hôn ước của tôi với cô xem như gió thoảng bên tai hả? Sao cơ? Hủy hôn ước, tiểu thiếu gia nói thật sao? Xếp cung vứt bỏ cô thật rồi à? A Giật, ở đây đông người như vậy, giữ lại chút thể diện cho em đi. Chuyện của chúng ta, mình về bàn riêng được không? Tâm Duyệt à, cô ta bây giờ mới biết thể diện. Cái khí thế hùng khổ kiêu căng với tôi và Tâm Duyệt đi đâu rồi? Bà nội, cháu. Tâm Duyệt, nói với A Giật, vừa nãy cô ta làm gì với hai người chúng ta? Cô ta thượng đội hạ đạp, bắt nạt bà nội không có chỗ dựa, lại còn tắc oai tắc quái trong công ty. Quan trọng nhất là cô ta bắt nạt Đại Bảo. Nếu để người thế này làm mẹ kế của thằng bé thì tôi không chịu đâu. Em không có đâu A Giật, em không có. Anh đừng nghe cô ta nói. Em không có, anh tin em đi. Giang đại tiểu thư, tôi đã cho cô cơ hội rồi, là tự cô không trân trọng. Hôm nay tôi mong mọi người ở đây làm chứng giúp cung thần Giật tôi chính thức hủy hôn ước với Giang đại tiểu thư Giang Vân Thanh. Sau này cha lấy vợ gái gả không liên quan gì đến nhau. Nghe xếp cung nói gì chưa? Lần này lớn chuyện rồi, hủy hôn rồi. Không, A Giật, em không muốn hủy hôn. Không phải anh thích trẻ con hả? Em cũng có thể sinh cho anh. Ai thèm con do cô sinh hả? Nhà tôi có ba đứa cháu rồi. Ba đứa hả? Sinh ba hả? Ba đứa. Hôm nay là tiệc từ thiện của cung thị. Thân già này, hoan nghênh mọi người đã tới. Ở đây, tôi muốn tuyên bố với mọi người một tin cực kỳ tốt. Lãnh Tâm Duyệt là đại công thần của nhà họ cung tôi.
xin cho nhà họ Cung tôi 3 cục cưng. Cũng là cô cháu dâu mà tôi yêu thương nhất. Bà nội, bà không thể nói linh tinh đâu. Báo cáo trong tay tôi chính là báo cáo xét nghiệm huyết thống của ba đứa nhóc với A Giật nhà tôi. Sao vậy được? Thật hả? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Lãnh Tâm Duyệt. Được lắm. Rất tốt. Bà bí mật đi làm giám định huyết thống từ khi nào vậy? Tâm Duyệt, không phải bà cố tình giấu cháu, là bà chưa tìm được cơ hội thích hợp nói với cháu. Cháu sẽ không giận bà chứ? Ha ha bà. Nằm mơ, cũng muốn có cả đàn chất như thế. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra, mấy người định đưa tôi đi đâu? Nhị bảo, tam bảo. Mẹ ơi. Không sao chứ? Tiêu rồi, lần này không giữ được ba thằng nhóc này thật rồi. Không biết bà có điều tra ba đứa con còn lại không? Con yêu. Các con có muốn gọi bố là bố giống như đại bảo không? Bố ơi, sau này sẽ không có ai nói con là con hoang không bố nữa. Xin lỗi, lỗi là tại bố. Sau này bố sẽ để các con làm đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Lãnh Tiểu Thư đúng là tuổi trẻ tài cao. Âm thầm xin cho sếp Cung ba đứa con. Chúc mừng sếp Cung, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Cung thiếu gia và các tiểu thiếu gia nhận lại tổ tiên. Chuồn lẹ, chuồn lẹ. Ơ giám đốc Triệu, cậu tính đi đâu? Vừa nãy cậu nói tôi và Tâm Duyệt như nào nhỉ? Lão phu nhân tha mạng, Lãnh Tiểu Thư tha mạng, từ giờ chúng tôi xin chừa. Sếp Triệu, anh vu oan tôi đã đành. Bình thường còn quấy rối đồng nghiệp nữ ở công ty. Tôi nghĩ giữ anh lại công ty sẽ làm bôi nhọ hình ảnh công ty. Bôi nhọ. Thông báo cho mọi người, lập tức sa thải, sa thải. Doanh nghiệp có hợp tác với Cung thị. Cấm cửa toàn ngành. Cấm cửa. Sếp Cung, là Giang Vân Thành, là cô ta xúi giục tôi, bảo tôi hại Lãnh Tiểu Thư, tôi vô tội. Giám đốc Triệu, anh hại Lãnh Tâm Duyệt thì có liên quan gì đến tôi? Giang Tiểu Thư, cô đừng có rũ bỏ trách nhiệm như thế. Chính cô nói Lãnh Tiểu Thư chặn đường cô, muốn đuổi cô ta đi, nếu không sẽ đuổi việc chồng tôi. Chính cô đã đe dọa chúng tôi. Nếu không có cho chúng tôi 100 lá gan, chúng tôi cũng không dám gây sự ở tập đoàn. Không phải em. Sao cô lại hãm hại tôi? Có phải Lãnh Tâm Duyệt hứa hẹn với cô cái gì? A Giật, không phải em. Anh tin em đi, từ hôm nay Cung thị chấm dứt mọi hợp tác với Giang thị. Cô liệu mà lo lấy thân. Dẫn đi. Sếp Cung, anh tha cho chúng tôi đi. Lão phu nhân. Sếp Cung. Sếp Cung. Mời cô Giang. Xin lỗi mọi người, để mọi người cười chê rồi. Tiệc rượu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bản nhạc đầu tiên, cháu sẽ nhảy cùng với Tâm Duyệt. Xin lỗi các vị, vợ chưa cưới của tôi hơi căng thẳng. Vợ chưa cưới. Ôi đẹp quá. Giấu tôi sinh ba đứa con. Giỏi nhỉ. Bà rất thích bọn nhóc. Tôi sẽ đưa cả ba đứa bé này đi. Không được. Đại bảo, nhị bảo, mỗi tam đứa bảo có một sở thích riêng. Lần đầu anh làm bố, làm sao mà làm tốt được. Quy tắc cũ, mỗi đứa bé một tỷ. Này, anh coi tôi là gì? Thế nếu nửa đêm cô đi hộp đêm thì cô có được coi là một người mẹ đủ tiêu chuẩn không? Tôi. Hộp đêm nào, anh nói gì thế? Tôi có hết ghi chép chi tiêu đây rồi. Tối nào cô cũng luôn miệng nói rất yêu các con,
thế nhưng lại chạy đến hộp đêm xóa. Cô làm vậy sẽ làm hư bọn trẻ. Nếu như vậy, tôi cho phép anh nuôi bọn trẻ, có điều là nếu bọn trẻ muốn anh không được ngăn cản. Chốt. Tin tức giải trí mới nhất, cung thần giật của tập đoàn Cung Thị bị bóc phốt đã sinh ba đứa con cùng cấp dưới là Lãnh Mười. Còn vì cô ấy mà hủy bỏ hợp tác với Giang Thị, đúng như câu nói vì mỹ nhân mà từ bỏ Giang Sơn. Muốn biết thêm nhiều tin tức giải trí, xin hãy theo dõi kênh của chúng tôi. Tốt nhất là anh hãy có tin quan trọng. Đại tiểu thư, cô bảo tôi điều tra. Cô Lãnh gả gẫm xếp cung như nào? Tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ồ. Thám tử Medford đọc lá thư, vuốt bộ râu dài nói, đây chỉ là một trò đùa, không ai đen đủi như vậy. Nếu cô ấy không tham tiền như vậy thì tốt. Tâm Duyệt, lần đầu gặp cháu, bà đã cảm thấy cháu giống họ hàng nhà bà. Họ hàng nào ạ? Giống cháu dâu của bà. Hi hi. Thằng danh nhà bà, tính cách lầm lì từ nhỏ, không biết nói lời hay ý đẹp, dỗ dành con gái. Nếu nó bắt nạt cháu, cứ nói với bà sẽ xử lý thay cháu. Tôi chưa bao giờ nói những lời đó với bà. Bà ơi, không còn sớm nữa, cháu về nghỉ đây. Ơ đừng, muộn thế này rồi, cháu còn định đi đâu? Đằng nào nhà cũng nhiều phòng. Ơ thôi ạ, cháu không ở lại đâu. Bà ơi, bà đi nghỉ sớm đi, cháu sẽ đưa cô ấy về. Vậy thì phiền anh quá, đi. Ngày mai đại bảo nhị bảo sẽ từ nhà họ Cung đến thẳng trường, tôi cùng cô lên nhà lấy cặp sách cho chúng. Ơ, không cần đâu, nhà tôi hơi bừa bộn, để mình tôi lên là được. Tôi sẽ xuống ngay. Anh định làm gì? Trong khu nhà có camera đấy, anh đừng làm liều. Hình như cô rất sợ tôi theo cô lên nhà. Cô giấu giếm thứ gì đáng xấu hổ trong nhà à? Không phải là giấu trai lạ trong nhà đấy chứ? Sao lúc nào cũng nghi ngờ tôi thế? Tôi đã làm việc gì? Làm gì thì cô tự rõ, tôi không rõ. Cung thần giật, nếu anh ghét tôi thật, sau này đừng đưa tôi về nữa. Rõ ràng ngày nào cũng đi hộp đêm, mà còn nói năng hùng hồn như thế. Có tiền thì ghê gớm lắm à? Có tiền thì được coi thường người khác à? Sau này đại bảo nhị bảo mà học theo anh ta, mình đánh gãy chân bọn chúng. Các con yêu, dậy ăn sáng đi. Mẹ ơi, sau này các anh đều sống ở nhà bố à? Tại mẹ vô dụng, kết quả giám định huyết thống bị công khai, không biết các anh sống có quen không. Sáng ngủ dậy, có khóc nhè không? Hay. Hay. Nào. Hồi trước chúng vẫn nói thích ăn cơm mình nấu nhất, sau này sợ là không có cơ hội nữa. Nào ăn cái này đi. Các con có nóng không nóng ạ? Không biết mấy đứa nhỏ sống ở nhà họ Cung như nào rồi. Chúng có vui không? Có chịu đi học không? Wow, đẹp quá. Hôm nay bố đưa các con đi nhà trẻ nhé. Vâng, vâng, lên xe. Mình đã nói sẽ dành cho bọn trẻ tất cả tình yêu thương.
tức chết đi được. Bọn ăn cháo đá bát vô lương tâm này, uổng công mình còn lo cho chúng, nuôi chúng chỉ tốn cơm tốn gạo. Chào sếp lãnh. Ờ đợi chút. Không to rồi, tiền chuyên cần tháng này thế là mất sạch. Sếp cung. Vào đi. Cảm ơn tổng giám đốc. Đêm qua tôi dọn đồ hơi gấp. Đây là đồ của Nhị Bảo và Tam Bảo, phiền anh đưa cho bọn chúng. Xem ảnh chưa? Cho dù không có người mẹ như cô, chúng cũng vẫn sống tốt, ở nhà họ cung. Thấy rồi, cuộc sống của người giàu đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Quầng mắt thâm thế, đêm qua không ngủ ngon à? Cũng đúng, giao hết con cho tôi rồi. Tan làm là mò đến hộp đêm, hôm sau còn phải đi làm, mình đồng ra sắc cũng không chịu nổi. Sao lại nhắc đến hộp đêm nữa? Gì chứ, tôi trang điểm phong cách mắt thâm đấy. Khóa thẻ phụ của Lãnh Tâm Duyệt lại, đừng để tôi lại nhận được tin nhắn cô ấy mò đến quán bà. Vâng, tổng giám đốc. Còn tính có nên nói với anh ta mình còn ba đứa con nữa không? May mà không nói. Đúng là đồ thần kinh. Hôm nay mẹ lại về trễ nữa. Mẹ làm liền ba công việc một lúc, mua cho bọn mình thịt ngon. Nếu có một ông bố ở trên trời xuống thì tốt biết mấy, nuôi mẹ, nuôi cả mấy anh em mình. Thế thì ước mơ của mình thành hiện thực rồi. Mẹ chửi thầm. Chú tỷ phú đó là đồ đệ. Lẽ nào chú ấy chính là bố của tụi mình? Hôm nay không những mẹ về muộn mà còn bị thương nữa. Em trai mở lại camera xem phát hiện. Mẹ bị tên dê sồm sàm sỡ. Tức quá, giận tím người. Sau một hồi các anh chị em bàn bạc thống nhất, anh cả quyết định sẽ nhận ông bố đại gia này. Như vậy mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa. Tam Bảo còn anh chị em khác nữa. Bố keo quá. Đưa anh cả về nhận lại tổ tiên mà không chu cấp cho mẹ một đồng nào. Cũng may anh cả thường xuyên tiếp tế cho bọn mình. Nếu không bọn mình sẽ phải ra đầu đường xó chợ mất. Ước mơ lớn nhất của mình là bỗng một ngày đẹp trời, có người chuyển 5 triệu vào tài khoản của mình. Số thẻ là... Bảo Lãnh Tâm Duyệt đến văn phòng tôi ngay. Vâng. Rõ ràng chuyển 1 tỷ cho cô rồi, mà vẫn bôi nhọ tôi trước mặt bọn trẻ. Được. Tôi chuyển tiếp. Mọi người như này là... Tiểu Duyệt, tôi mua thêm một cốc cà phê nữa dưới tầng, tặng cô cốc này. Cảm ơn, Tiểu Duyệt, mọi người là đồng nghiệp tốt. Có việc nào chưa hoàn thành cô có thể san sẻ cho tôi, vậy sao được? Tiểu Duyệt, nghe nói bà lao công đó chính là bà nội của sếp cung. Là thật à? Bà ấy rất quý cô. Là thật à? Là thật. Nhưng tôi và bà ấy không quá thân thiết. Không quá thân thiết. Mình không hoa mắt chứ, ai gửi cho mình nhiều tiền thế này? Đi mau, đi mau. Trợ lý Trần. Sếp cung bảo cô lên văn phòng. Bây giờ à, bọn nhỏ sắp tan học rồi. Mình phải đi đón. Tứ bảo, ngũ bảo, cô bảo không tiện à? Tiện, tiện. Sếp cung, anh tìm tôi có việc gì không? Tam bảo vẫn còn anh chị em khác, đúng không? Sếp cung, anh đang nói sao gì? Sao tôi nghe không hiểu vậy? Nghe không hiểu à? Tôi đưa 1 tỷ tiền chu cấp cho các cô. Vì sao trong nhật ký của Tam Bảo đều viết tôi đối xử tệ bạc với cô? Nhật ký? Nhật ký gì cơ? Cô vừa vịt giỏi ghê. Không phải cô đưa nhật ký cho tôi à? Sao anh lại xem trộm nhật ký của con? Đó là quyền riêng tư của bọn chúng. Cô cố ý đưa nhật ký cho tôi. Chả phải để tôi xem còn gì. Vì sao cô lại xúi giục con bôi nhọ tôi đối xử tệ bạc với cô? 1 tỷ tiền chu cấp vẫn chưa đủ à? Ừ.
Sếp cung, thật ra tấm thẻ đó, tôi không. Gì cơ, bọn trẻ bị người đón đi rồi à? Gì cơ, bọn trẻ bị người đón đi rồi à? Ban nãy anh nói gì thế? Bà nội làm sao rồi? Người hầu nói bà nội tới nhà trẻ đón tụi nhỏ, đón xong thì không thấy người đâu. Đang yên lành sao lại không thấy người đâu? Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Vô ích thôi, tôi đã gọi cho bà nội và ba đứa trẻ rồi, đều tắt máy hết. Tứ bảo, ngũ bảo, lục bảo cũng ở nhà, chắc chúng biết được chút nội tình. Alo, bé cuối cùng con cũng nghe máy rồi. Mẹ ơi cứu con với. Hình như tụi con bị bắt cóc rồi. Bắt cóc á? Sao lại bị bắt cóc chứ? Tụi nhỏ bị bắt cóc rồi. Ai gọi điện cho cô thế? Sao cô biết tụi nó bị bắt cóc? Ai báo tin cho cô? Tôi gọi điện cho tụi nó đều không được. Việc này quan trọng à? Quan trọng là lũ trẻ bị bắt cóc rồi. Sếp cung, đã tra ra được rồi. Lão phu nhân dẫn tụi nhỏ tới công viên trò chơi. Đây là tin cực tốt. Mình phải tự nói với sếp cung. Mau tới đây, mau tới đây. Em Sáu, em không sao chứ? Ôi, Lục Bảo mau đứng lên đi. Cháu có đau không? Cháu không sao ạ. Đứa bé này bất cẩn đụng ngã cháu. Xin lỗi cháu là được rồi, sao cháu lại đẩy ngã nó? Mau xin lỗi Lục Bảo của chúng tôi đi, cháu á. Còn lâu cháu mới xin lỗi. Con trai à, không phải mấy đứa này, là đám con hoang không có bố ở nhà trẻ các con đấy à? Cô nói bậy bạ gì thế? Ai là con hoang hả? Bà hung dữ gì chứ? Mấy đứa này ở nhà trẻ có mẹ mà không có bố. Không phải là con hoang thì là gì? Ai nói cháu không có bố thế? Cháu có bố. Bố cháu tài giỏi lắm đấy. Mẹ tụi nó nói rồi kìa. Con chưa bao giờ thấy bố nó cả. Nghe nói mẹ nó nghèo túng đi làm thuê. Chắc chắn bị thằng ất ơ nào đó làm ếnh bụng đây mà. Đúng là chẳng được nước gì. Mỗi sinh con là nhất. Heo còn không mắn bằng cô. Con trai, chúng ta đi thôi. Đừng chơi với tụi không cha không mẹ này. Cô đứng lại cho tôi. Miệng cô thối như vậy. Cô mau xin lỗi cháu tôi ngay. Nếu không, bà có thôi đi không? Vậy hôm nay tôi phải cho bà biết Mã Vương gia có bao nhiêu mắt. Thế cô nói xem, Mã Vương gia có bao nhiêu mắt thế? Mình phải đưa tụi nhỏ rời đi trước cung thần giật. Cô sao vậy? Tôi đau bụng quá. Nghiêm trọng không? Tôi đưa cô đi viện. Không cần đâu, tôi đi vệ sinh một lát. Cô buông tôi ra. Cô có biết chồng tôi là ai không? Bạn nhỏ, làm sai hỏng việc là sẽ bị tè dầm đấy. Ban nãy cô tận mắt thấy cháu đẩy ngã con gái cô. Đã làm sai thì phải xin lỗi người khác. Là nó tự đứng không vững đấy chứ. Cháu không xin lỗi. Cháu thật sự không xin lỗi hả? Con trai tôi nói không đẩy là không đẩy. Cô xem, cô dọa con tôi sợ rồi. Mọi người có ai thấy tôi dọa thằng bé không? Dù sao bà không thấy, tụi con cũng không thấy. Mấy người? Bà mẹ này. Ngày thường chắc cô cũng không chăm sóc tốt cho con mình nhỉ. Đầu óc đơn giản, tay chân cũng không phát triển, gió thổi nhẹ một cái là đổ. Sau này nhớ dạy dỗ con cái nhiều thêm vào. Mẹ làm tốt lắm, mẹ làm tốt lắm. Mấy người, tôi liều mạng với mấy người. Cô dám đánh tôi? Các bé cưng, là như này. Bình thường chúng ta không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng trong tình huống đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt. Mẹ làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đi thôi, mặc kệ họ. Đi, chồng à. Em và con trai bị người ta đánh ở công viên giải trí. Anh mau tới đây xả giận cho mẹ con em đi. Lãnh Tâm Duyệt lại dám lừa mình. Mau lên một chút. Vâng. Được rồi, bà nội, cảm ơn cháu bà. Đưa tụi nhỏ về trước. Đi luôn giờ à? Nào, để bà nội tiễn cháu. Không được đi, đánh người xong còn muốn đi à? Nào dễ thế chứ. Sếp cung, muộn chút tính sổ với cô. Có chuyện gì vậy? Bố, cuối cùng bố cũng tới rồi. Nhóc mập đẩy ngã con và anh trai. Nhưng dì xấu xa này không chịu xin lỗi, còn đánh mẹ nữa.
Cháu. Gọi chú là gì thế? Bố á. Đúng vậy. Bố ơi. Ba nhóc kia cũng là con của tôi à? Ừ, chúng. Còn nói không phải con hoang à? Tên đàn ông này hoàn toàn không quen mấy người. Ai nói tôi không quen họ hả? Tôi chính là bố của tụi nhỏ. Dù anh có là bố của tụi nó thì đã sao, dám động vào con trai tôi. Chồng tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Đình Thịnh đấy. Hôm nay tôi không xả giận được thì mấy người đừng hòng đi. Đình Thịnh, đó không phải là công ty nhỏ mà sếp Cung vừa mới thu mua à? Tập đoàn Đình Thịnh quả thật ghê gớm. Thế cô muốn chút giận kiểu gì? Nể tình anh còn khá biết điều. Hôm nay anh quỳ xuống dập đầu ba cái thật vang cho tôi. Đến khi nào chảy máu đầu thì tôi tha cho anh. Đề nghị không tệ. Thế cô cũng quỳ xuống với các con tôi đi. Anh nói gì cơ? Tôi quỳ lại chúng á? Con hư tại mẹ. Nếu cô đã không dạy dỗ tốt con mình, thế thì lấy cô làm gương đi. Các người tạo phản à? Chồng tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đình Thịnh đấy. Nếu anh ấy đến đây, mấy người phải chịu đủ. Ôi trời, thế mau tới đây đi. Không đến là chúng tôi đi mất đấy. Ai dám động vào vợ con tôi thế? Chồng à, cuối cùng anh cũng tới. Là bọn chúng đánh em và con. Còn bắt em quỳ xuống. Gì cơ? Dám bắt nạt vợ con tôi. Tôi xem ai ăn gan hùm mật gấu vậy. Chồng à, anh tìm thêm mấy người đi, tần họ một trận tơi bời. Chồng à, sao anh lại đánh em? Sếp Cung, hiểu nhầm. Đây, đây, đây đều là hiểu nhầm. Vợ tôi bị tôi chiều hư rồi. Em làm sao vậy? Sao tắc oai tắc quái lên cả trên đầu sếp Cung thế? Mau xin lỗi tiểu thiếu gia và tiểu thư đi. Xin lỗi, tôi không nên đánh cậu. Tôi xin lỗi các cậu. Mẹ nói rồi, đứa trẻ biết sai mà sửa mới là trẻ ngoan. Tôi tha thứ cho cậu. Cút đi. Đi mau, đi mau. Lãnh Tâm Duyệt, cô không giải thích gì với tôi à? Ba đứa nhóc này cũng là con của tôi. Ấy, thật ra ba đứa nhóc này, sếp Cung, tin cực tốt. Thật ra anh không chỉ có ba đứa con đâu. Hôm Lãnh tiểu thư chuyển nhà, 6 năm trước, có một phần báo cáo khám thai đã rơi ra khỏi tôi kiểm tra hồ sơ mới phát hiện hóa ra Lãnh tiểu thư vậy mang thai 6 đứa. 6 đứa ư? Theo ghi chép sinh sản, Lãnh tiểu thư đã sinh hạ 6 đứa trẻ bình an. 6 đứa trẻ? Có gì mà ngạc nhiên hò hét chứ? Không phải là 6 đứa thôi à? Bà nội, bà đã biết rồi hả? Chả thế à? Ai giống cháu bị người ta giỡn chứ? Lãnh Tâm Duyệt, thật ra tôi có thể giải thích với anh. Ừ, đó là. Giải thích gì cơ? Giải thích rõ ràng cô đã sinh 6 đứa nhưng con là tôi rằng chỉ có một đứa. Không phải tôi đã đưa 3 đứa cho anh rồi thôi. Rõ ràng 2 đứa nhóc đó bị tôi phát hiện. Cô không giấu được nữa. Mấy năm qua tôi đối với đại bảo, tôi tự nhận đã làm hết trách nhiệm của người bố. Không ngờ cô còn giấu tôi 3 đứa nữa. Rốt cuộc cô có dắp tâm gì? Tôi thừa nhận 6 đứa trẻ đều là con của anh. Tôi cũng không cố ý giấu anh đâu. Đúng, cô cũng không có ý giấu tôi, mà là cô cố ý. Nếu không phải bác sĩ Vương phát hiện tờ kiểm tra thì cô còn định giấu tôi đến bao giờ nữa? Thảo nào không cho tôi vào nhà, chả trách lại đòi chuyển nhà. Chờ đã, cô. Ngày nào cô cũng để 3 đứa trẻ ở nhà rồi đắm chìm trong hộp đêm. Alo, sắp xếp thêm một chiếc Rolls Royce dài. Trẻ con đông quá, xe bình thường không ngồi nổi. Hộp đêm? Hộp đêm gì chứ? Không phải tối nào cô cũng tới hộp đêm à? Anh có bị sốt đâu. Sao nói bậy bạ gì thế? Tôi giấu anh là vì anh muốn tranh quyền nuôi con với tôi. Anh ngẫm lại mà xem, tôi vừa sinh vừa nuôi dưỡng tụi nó vất vả biết bao. Không thể anh vừa đến là tôi chẳng còn gì cả chứ. Tôi hiểu mấy năm qua cô đã rất vất vả. Tôi có thể gì cơ? Lại ném 1 tỷ cho tôi à? Tôi nói cho anh biết, thứ tôi cần không phải là tiền, mà tôi cần ở bên các con của mình. Bà nội, đây không phải cả nhà ở bên nhau rồi à? Không phải cháu đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Giang rồi à? Bây giờ bà làm chủ. Sau này, Tâm Duyệt chính là thiếu phu nhân của nhà họ Cung chúng ta. Mình có thể thử tin anh ấy không? Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Đi thôi. Không được bắt nạt bố. Bố rất hạnh phúc đấy. Tâm Duyệt à, chiếc vòng tay này truyền lại cho con dâu nhà họ Cung chúng ta. Tâm Duyệt à, bà đã nhận định cháu rồi. Sau này, Tiểu Giật và 6 đứa trẻ đều giao cho cháu đấy. Bà nội, thứ này quá quý trọng, cầm lấy đi. Cháu là vợ của A Giật, thứ này là của cháu. Cảm ơn bà ạ. Tam Bảo, Tam Bảo tới đây. Tam Bảo, bố hỏi con,
bố từng xem nhật ký của con có viết trong nhật ký rằng bố cho mẹ con rất nhiều tiền, nhưng vì sao mọi người lại sống tiết kiệm như vậy? Bố à, chắc bố nhớ lầm rồi. Ngày nào mẹ kiếm được tiền cũng đều mua đồ ăn ngon cho tụi con. Nhưng mà, bố đưa anh trai đi, tụi con còn được ăn ngon kiểu gì đây? Đúng đó, đúng đó. Các con chơi đi. Đi tra xem, có phải tấm thẻ mà tôi cho Lãnh Tâm Duyệt bị quẹt trộm rồi không? Bà nội, cháu đã công bố thân phận của ba đứa trẻ rồi, cháu muốn tìm cơ hội công bố nốt cho ba đứa còn lại, kẻo sau này rước họa. Ừ, thế mới đúng chứ, trước kia lũ trẻ không nhận cháu, chứng tỏ cháu đối xử không tốt với Tiểu Duyệt người ta. Hai đứa cháu từ từ bồi dưỡng tình cảm đi. Dựa vào đâu họ có thể tận hưởng hạnh phúc chứ, còn mình lại chẳng có gì cả. Có thể ra tay rồi. Lãnh Tâm Duyệt, tôi phải cho cô biết Lam Tiểu Tam cướp đồ của người khác, sẽ phải trả giá đó. Không ngờ lời nói đùa lần trước thật sự bị bắt cóc rồi. Bà nội, họ muốn đưa chúng ta đi đâu thế? Xuống xe. Mau lên, mau lên, mau lên. Đi mau lên, sao phải bắt cóc bọn tôi, ngậm miệng lại đi. Ôi, còn dám chừng tao ư, có tin tao móc mắt mày ra không? Từ từ thôi. Sao lại nhiều trẻ con thế? Chút nữa cậu ba đứa kia, cậu bắt ba đứa còn lại. Đi thôi. Bà. Bà. Không ngờ trông anh ấy mạnh mẽ như vậy, mà lại dịu dàng với con như thế. Alo, một thai sáu đứa con, cũng giỏi sinh thật. Chỉ là không biết sáu đứa con này, có bao nhiêu đứa sống nổi, anh là ai? Ý anh là sao? Người thấp kém. Mơ tưởng thứ không thuộc về mình, sẽ phải xuống địa ngục. Sáu đứa con. Chẳng lẽ các con gặp chuyện rồi ư? Xin chào, người dùng mà bạn gọi, tạm thời không nghe máy. Sao thế? Con gặp chuyện rồi. Gặp chuyện gì được chứ? Đừng căng thẳng, từ từ nói. Lúc nãy có người gọi điện đe dọa em, bảo là nhắm vào bọn trẻ. Có phải anh có kẻ thù gì không? Có phải họ đòi tiền không? Em bảo anh đừng công bố thân phận của bọn nhỏ. Bọn nhỏ đi theo em, an toàn hơn đi theo anh. Đừng lo, anh đảm bảo, chút nữa sẽ tìm lại bọn chúng về. Đừng động vào đại bảo là triệu phú toàn cầu. Cần bao nhiêu tiền, tôi đều đưa hết. Nếu cháu bà là triệu phú toàn cầu, tôi còn là bố triệu phú đó. Cút đi. Bố tôi sẽ không tha cho chú đâu. Bọn nhỏ đều vô tội. Có gì nhắm vào bà già đây? Đừng, đừng làm hại họ. Đánh cho tôi. Bố. Bố, mẹ, mẹ. Mau lên, dẫn lão phu nhân và bọn trẻ lên xe. Mau lên. Cẩn thận. Bình tĩnh chút. Bình tĩnh chút, bên ngoài là người của bọn tôi. Hôm nay, nếu anh giết nó, anh cũng không thoát được. Tôi cho anh cơ hội thả đứa nhỏ ra, chừa đường sống cho anh. Đứng yên. Qua đây thì tôi sẽ giết nó. Được, tôi sẽ đứng yên. Tôi cho anh 10 triệu. Rồi cho trực thăng đưa anh rời khỏi đây. Nói được làm được. Đứng yên. Đại bảo, mau lên. Đứng yên, đại bảo. Đại bảo, con không sao chứ? Đại bảo. Máu. Cung thần giật. Cung thần giật, anh không sao chứ? Cung thần giật. Anh chết rồi, em và con phải làm sao đây? Cung thần giật. Em với con không sao. Là được. Cung thần giật, anh tỉnh lại đi. Mau gọi xe cấp cứu. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? May là vết thương không sâu và không trúng nơi nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian ở bệnh viện. Nhờ cô chăm sóc cho chồng nhé. Chồng, bác sĩ, anh hiểu lầm rồi, anh ấy. Sếp cung, anh tỉnh rồi sao? Thấy sao? Anh không sao. Bà và mấy đứa nhỏ đâu? Họ vẫn còn đang sợ, nên em bảo trợ lý Trần đưa họ về trước.
ngưỡng mộ vợ chồng hai người thật. Anh em, anh không biết rồi, lúc vừa mới phẫu thuật xong, vợ anh đã không ngừng hỏi y tá, cứ sợ anh gặp rắc rối gì. Em, đi nấu nước nóng cho anh nhé. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Anh đoán đúng, người bắt cóc tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư quả nhiên có người hỗ trợ sau lưng. Tuy tôi chỉ công bố thông tin của ba đứa trẻ, nhưng ba đứa còn lại được giữ bí mật. Xem ra có người cố tình gây sự. Điều tra rõ thân phận của họ rồi đưa đến đồn để tránh rắc rối. Bố, không sao chứ? Bây giờ bố còn đau không? Bố. Ừm. Bố không sao chứ? Không sao rồi, bố. Xoa xoa. Ừm. Đợi khi bố khỏe lại, dẫn con đi ăn món ngon. Được. Con thấy bố làm bố con cũng không tệ. Con làm con gái bố cũng không tệ. Cảm ơn ông trời đã cho bố 6 cục cưng. Ai bảo 6 cục cưng, 7 chứ? Tâm Duyệt mới là cục cưng to bự của nhà chúng ta. Tâm Duyệt, sau này em ở lại cùng anh chăm sóc cho bọn nhỏ đi. Để bố mẹ nghỉ ngơi đi. Chúng ta mau đi thôi. Nào, mấy đứa qua đây. Nào. Bác sĩ bảo vết thương của anh không chạm nước được, em đi lấy nước lau cho anh nhé. Sao cửa bị khóa rồi? Hay là em gọi điện cho quản lý hỏi nhé. Không cần đâu, người dám làm như thế ở nhà chỉ có bà thôi. Bà ư? Không hiểu à? Bà ấy muốn chúng ta bồi đắp tình cảm. Em không muốn à? Đúng là. Vậy chúng ta sao không muốn à? Chúng ta vốn không phải vợ chồng thật sự, cũng chỉ là diễn kịch cho bọn trẻ xem thôi. Hay là em ngủ sofa nhé. Chẳng lẽ tối qua tôi mộng du ư? Đúng là ngu xuẩn. Đến vài đứa nhỏ cũng không xử lý được. Không được, nếu tiếp tục điều tra như thế, sẽ phát hiện ra tôi. Cô Giang Vân Thanh, cô bị nghi ngờ xúi giục người khác bắt cóc. Đi cùng chúng tôi đi. Không, không phải tôi. Không phải tôi, đứng lại. Cô có phạm tội hay không, chúng tôi sẽ tự điều tra rõ. Đi thôi, thả tôi ra. Tâm Duyệt, tối qua ngủ như nào rồi? Ôi mẹ đỏ mặt rồi. Có sao? Có thể là thời tiết nóng quá. Mẹ, điều hòa đang bật 22 độ. Vậy à? Ăn một cái đi, cái này hạ hỏa. Cũng ngon đấy. Cục cưng, nó không ăn cái này đâu. Vừa nãy em nói gì? Không gì. Lúc nãy em nói gì? Không gì. Đồ xấu xa, mấy đứa bị mua chuộc nhanh như thế sao? Sếp cung, đây là lịch sử giao dịch rút tiền và chuyển khoản ở ngân hàng. Là cô ta ư? Cẩn thận chút, bác sĩ bảo vết thương của anh chưa khỏi. Quả nhiên có người lén quẹt thẻ của tôi. Chào tổng giám đốc. Làm cái này xong là được. Tiểu Duyệt, mau nhìn đi, là sếp cung, anh ấy đi về phía tôi. Mượn người chút, không sao chứ?
Không sao. Cung thần giật, anh có việc gì, không thể nói riêng à? Tôi sắp bị nhìn thủng rồi. Chuyển 200 triệu, rút 100 triệu. Tiêu 897.892 tệ, tiêu 524.387 tệ, đợi đã. Tối qua, anh đưa thẻ ngân hàng cho em, đã nhận thông báo từ ngân hàng. Đã dùng 100 triệu. Ngân hàng cứ dăm ba bữa lại gửi tin nhắn tiêu tiền, ở tiệm đồ xa xỉ, hộp đêm. Còn nữa, đầu tư cờ bạc. 100 triệu. Không, tôi không có dùng tiền của anh. Anh tin tôi đi. Đấy được xem là tiền tôi bán con, sao tôi có thể dùng chỗ tiền đó được? Với cả, tôi qua về nhà, tôi phát hiện thẻ không còn nữa. Anh không tin tôi à? Tôi biết. Nếu tôi đến hỏi sớm chút, sẽ không hiểu lầm em mãi. Chờ đã, cho nên anh vẫn luôn có thành kiến, cho rằng tôi không biết nuôi con là vì anh cho rằng tôi là người tiêu tiền. Đúng. Mỗi tối nhìn thấy cô đến hộp đêm, tôi thấy cô không có ý tốt gì, khốn nạn. Đấy là tiền để tôi mua đứt quan hệ với con cái, dù tôi nghèo hay khốn khổ đến đâu, sao có thể tiêu tiền đó được, xin lỗi. Anh thả tôi ra, thả tôi ra, cung thần giật. Họ đang làm gì vậy? Họ làm gì thế? Làm gì thế, anh? Chẳng lẽ là cầu hôn? 6 năm trước là anh đã lấy đi sự trong sạch của em. 6 năm sau, anh lại hiểu lầm em. Nhưng anh nguyện dùng nửa đời còn lại để bù đắp. Em có thể cho anh cơ hội không? Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Mẹ, bọn con đều muốn có một người bố. Mẹ đồng ý đi. Đúng, đúng. Thần giật biết mình, trách lầm cháu, nên bảo luật sư chia tài sản ngay trong đêm. Chuyển một nửa tài sản dưới trướng mình cho cháu và bọn nhỏ để bù đắp. Cháu đồng ý đi. Sau khi kết hôn, cháu phải sai nó nhiều vào. Bắt nó đi về phía đông, nó không dám đi về phái tây. Để xem nó dám nghi ngờ nhân phẩm của cháu không. Anh thật lòng đó. Em có thể để anh đem lại một mái ấm cho em và bọn trẻ không? Anh, còn không mau đeo nhẫn cho em đi. Hôm nay toàn bộ nhân viên đều được thưởng lì xì 100.000. Tiểu thư, thẻ ngân hàng của cô đã bị khóa. Xin hỏi cô còn có thẻ nào khác không? Bị khóa ư? Sao có thể? Trước đó tôi dùng bình thường mà. Cô còn thẻ ngân hàng nào khác không? Bộ đồ này của tiệm cô, tôi thấy chán rồi, không mua nữa. Hề hề, anh bị gia đình chặn đường sống, cho nên anh định tự lập nghiệp. Em còn bao nhiêu tiền, có thể cho anh vay chút không? Anh thấy anh sẽ tốt với em. Thẻ em bị khóa rồi, không còn dư tiền nữa. Bị khóa thì mở khóa đi, dễ thôi mà. Hề hề, anh là bạn trai em giúp anh lần này đi, em bảo em không có tiền. Cô lãnh hề hề. Cô bị nghi ngờ đã trộm cắp, bây giờ bắt cô theo luật. Trộm cắp, mấy người lầm rồi. Sao tôi có thể trộm được? Anh cung đã mất một thẻ ngân hàng 1 tỷ. Sau khi điều tra, phát hiện cô đã dùng trộm, bị xem là phạm tội nghiêm trọng. Cảnh sát, là anh ta. Tôi tố cáo anh ta đã tiêu tiền cùng tôi. Đồng chí cảnh sát, tôi không có tiêu tiền cô ấy. Hề hề, cô dám vu oan tôi ư? Vậy thì đi chung đi. Ôi không. Cảnh sát. Này, không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Nhưng khi cảnh sát phát hiện ra trong thẻ chỉ còn 100 triệu thôi, nếu phát hiện sớm hơn thì tốt rồi. 900 triệu còn lại, em định bù cho anh như nào? Đây, anh muốn làm gì? Hay là em sinh thêm một đứa đi? Thất bảo.